Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn cho chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Với chủ đề dược liệu, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cây trinh nữ hoàng cung và những tác dụng và những lưu ý cần thiết. Nếu như các bạn quan tâm thì Trang có 6 phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cây trinh nữ hoàng cung. Thứ hai, trinh nữ hoàng cung có bao nhiêu loại. Thứ ba, tác dụng của trinh nữ hoàng cung. Thứ tư, cách sử dụng như thế nào là đúng. Thứ năm, những lưu ý. Và cuối cùng thứ sáu, giải đáp một số những vấn đề thắc mắc. Nếu như các bạn thật sự đang quan tâm và muốn tìm hiểu một cách khái quát về trinh nữ hoàng cung, những tác dụng và cách sử dụng, cũng như những lưu ý như thế nào để sử dụng an toàn và hợp lý nhất, thì những kiến thức ngày hôm nay sẽ khái quát cho các bạn rất nhiều. Lưu ý, đây chỉ là những kiến thức mà Trang đưa ra cho các bạn tham khảo để biết hơn về trinh nữ hoàng cung, chứ Trang không đưa ra bất kỳ chuẩn đoán hay thay thế phương pháp điều trị y khoa nào. Các bạn cần lưu ý và cân nhắc nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu trinh nữ hoàng cung. Đến cây trinh nữ hoàng cung thì nhiều người khá quen thuộc rồi, có người cũng biết cây này, có người thì không. Bây giờ chúng ta sẽ điểm nhanh qua với Trang nhé. Trinh nữ hoàng cung hay còn có tên gọi khác là hoàng cung trinh nữ, tỏi Thái Lan hoặc gọi là nán lá rộng hoặc là tỏi lơi lá rộng, thì tùy thuộc vào từng nơi từng vùng người ta có những tên gọi khác nhau thôi. Thông thường vẫn gọi là trinh nữ hoàng cung hay gọi là hoàng cung trinh nữ. Thì tên khoa học của nó chính là Crinum latifolium amaryllisace. Thì đó là cây trinh nữ hoàng cung ở Việt Nam đó các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần mô tả sơ lược cùng với Trang nhé. Trinh nữ hoàng cung là loài thân cỏ lớn và nó thuộc thân hành các bạn nhé. Và cái thân của nó là những cái lá, nó có cái phần nang đó, nó bọc vào nhau để tạo thành một cái thân giả cao khoảng là 10 đến 15 cm. Thì cái thân của nó sẽ được bao bọc bởi những cái vảy hành, có nghĩa là những cái vảy hành to, dày, màu trắng, nó bao bên gốc của cái thân đó. Tiếp đến là cái phần lá. Lá là phần hình đài, nó dài khoảng 50 cm. Có những cái loại lá ở nơi đất tốt thì nó sẽ dài hơn nữa các bạn nhé. Và cái phiến của nó rộng là từ 7 đến 10 cm. Mép lá nguyên và nó gợn sóng. Gân lá thì nổi rõ ở mặt phía dưới của cái lá trinh nữ hoàng cung đó, và gân lá thì song song. Tiếp đến là hoa, nó sẽ mọc thành từng tán và mọc trên một cái cán dẹp dài khoảng là 30 đến 40 cm, và cái cụm hoa của nó có khoảng là 6 đến 18 hoa, và nó nở giống như hoa lo kèn nhưng mà nó cụp xuống như thế này. Thì cái quả của nó là hình cầu và ít khi chúng ta gặp cái quả lắm. Thì hoa của trinh nữ hoàng cung là nở từ tháng 8 đến tháng 9. Bộ phận dùng của nó chính là lá, thân và cành, nhưng thông thường là người ta sẽ sử dụng bộ phận lá để dùng nhiều hơn. Lá thì có thể sử dụng dạng tươi, dạng khô hay là dạng thái lát nhỏ, phơi, sấy khô và sao vàng lên để sử dụng. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng thì những cái lương y hoặc là bác sĩ sẽ hướng dẫn cho bạn một cách tốt hơn. Thì thành phần hóa học chủ yếu trong cái trinh nữ hoàng cung đó chính là alkaloid. Và cái thành phần hóa học của trinh nữ hoàng cung là được nghiên cứu vào năm 1980 các bạn nhé. Thì ở Việt Nam của chúng ta cũng có những cái nhà nghiên cứu như là Nguyễn Hoàng và cộng sự năm 1997 nè, Nguyễn Văn Sung và cộng sự năm 1998, cũng như là Võ Thị Bạch Huệ và cộng sự năm 1998, và tiến sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm cũng có nghiên cứu về loài cây này. Thì bà lúc nghiên cứu là giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển dược liệu trung ương 2 của Bộ Y tế đó các bạn nhé, là người cho ra cái sản phẩm đó chính là Gricla từ trinh nữ hoàng cung và nhận được cái giải thưởng nữa, cũng như là mang cái loài cây lạ này đến cho tất cả mọi người trong cái việc điều trị bệnh rất là tốt đó. Thì Trang chỉ khái quát ở một mức này thôi, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai. Trinh nữ hoàng cung có bao nhiêu loại?
hỏi Trang là trinh nữ hoàng cung có bao nhiêu loại. Thì xét về loại của nó thì nó có 12 loại theo danh pháp khoa học các bạn nhé. Ở Việt Nam của chúng ta thì nó sẽ có 7 loại, có nghĩa là Việt Nam của chúng ta có 6 loại và một loại mang từ Campuchia về, đó chính là 7. Và chúng ta cần lưu ý khi sử dụng để tốt nhất. Và ở đây thì Trang hướng dẫn cho các bạn phân biệt một số đặc điểm của cái cây trinh nữ hoàng cung cùng với những cái cây khác cùng họ. Cùng họ nhưng mà nó có tới 6 loại khác nữa, các bạn cần lưu ý nha, để tránh sử dụng nhầm, để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhớ là phải sử dụng đúng cây trinh nữ hoàng cung như cái phần Trang mô tả và hình ảnh ngay từ lúc đầu đó. Bởi vì có nhiều người nói là trinh nữ hoàng cung thì biết rồi, nói lại làm gì, mô tả làm gì, dài dòng, vô vấn đề đi. Bởi vì Trang không mô tả thì có nhiều người không biết, hoặc là bạn biết ba chớp ba nhén đó, chúng ta sử dụng không đúng thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các bạn. Cho nên là cần phải lưu ý, sử dụng là phải sử dụng đúng dược liệu, mặc dù dược liệu nào đi chăng nữa, nếu sử dụng không đúng thì sẽ độc cho gan, cho thận và các cơ quan khác nữa. Cho nên các bạn cần phải lưu ý và cân nhắc thật kỹ nhé. Thì chúng ta phân biệt thông qua hình ảnh giúp Trang nhé. Thì bạn cần phân biệt cây trinh nữ hoàng cung và cây nén hoa trắng. Chúng ta xem cái hình để chúng ta biết được trinh nữ hoàng cung và nén hoa trắng. Tiếp đó đó chính là chúng ta sẽ phân biệt giữa cây trinh nữ hoàng cung và cây lan huệ. Tiếp đến là bạn phải biết được trinh nữ hoàng cung và cây lược vàng. Thì ở đây Trang không nói dài dòng để cho các bạn ấy đâu, các bạn xem hình ảnh để chúng ta phân biệt là được rồi. Nhớ là dùng đúng trinh nữ hoàng cung thì sẽ an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ 3 cùng với Trang nhé. Đó chính là tác dụng của trinh nữ hoàng cung là gì? Thì nhiều người vẫn thắc mắc là không biết trinh nữ hoàng cung nó có được cái tác dụng tuyệt vời như vậy hay không. Thì trước hết trinh nữ hoàng cung là một loại dược liệu có tính điều trị bệnh cho các bạn và được sử dụng trong dân gian rất là rộng rãi. Và các thành phần hóa học cũng được các nhà khoa học nghiên cứu để tìm ra các alkaloid. Nhưng nhớ rằng cái lá của trinh nữ hoàng cung đó nó có chứa glycerin. Thì cái chất này là alkaloid gây độc, cho nên các bạn cần phải sử dụng đúng, nếu không thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cần phải cân nhắc thật kỹ các bạn nhé. Sử dụng đúng liều lượng và có sự hướng dẫn và cho phép của các dược sĩ hoặc là các thầy thuốc để giúp cho bạn sử dụng đúng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về tác dụng của nó đây. Thì đây là loại dược liệu có vị đắng, chát và nó có tác dụng là xung huyết ở da. Thì trong dân gian người ta vẫn sử dụng trinh nữ hoàng cung để hỗ trợ điều trị như là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung được sử dụng rộng rãi rất là nhiều. Hoặc là có nhiều người còn sử dụng trinh nữ hoàng cung để hỗ trợ điều trị ung thư gan, ung thư phổi, hoặc là ung thư dạ dày, hoặc là các vấn đề về đau nhức xương khớp nữa. Thì nhớ là sử dụng đúng khi và chỉ khi chúng ta được bác sĩ hướng dẫn và chỉ dẫn, cũng như các lương y uy tín các bạn nhé. Bởi vì có những cái bài thuốc còn phối hợp thêm những cái vị thuốc khác nữa thì chúng ta phải tham khảo ý kiến của các lương y uy tín rồi. Hoặc đơn giản là các bạn có thể sử dụng cái viên uống là Cricla của công ty Thiên Dược đó để chúng ta sử dụng để tốt hơn. Bởi vì những cái hoạt chất đã được bào chế đúng là trinh nữ hoàng cung để mang đến cho các bạn rất là nhiều. Nhưng nhớ rằng thực phẩm chức năng hay các loại dược liệu thì nó chỉ hỗ trợ phần nào, và việc còn lại là chúng ta phải sử dụng thuốc theo đúng phác đồ của bác sĩ và tuân thủ điều trị theo những gì bác sĩ đã hướng dẫn thì mới mang đến hiệu quả tích cực nhất. Thì thông thường người ta áp dụng trong cái việc là điều trị ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung hoặc là ung thư vú. Phần thứ tư đó chính là hướng dẫn sử dụng trinh nữ hoàng cung đúng nhất. Ở đây cái phần hướng dẫn sử dụng cây trinh nữ hoàng cung thì Trang sẽ trích lời hướng dẫn của tiến sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu Trung ương 2 của Bộ Y tế năm 2008, và hiện tại bà là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dược phẩm Thiên Dược các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng đúng và an toàn.
Thì bà khuyên tất cả mọi người khi sử dụng trinh nữ hoàng cung thì phải đúng là cây trinh nữ hoàng cung thì mới mang đến hiệu quả. Còn nếu như sử dụng sai thì nó sẽ dẫn đến những cái ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, gan, thận và các cơ quan khác cũng bị ảnh hưởng. Thì tại Việt Nam của chúng ta có 6 cây, một cây được mang từ Campuchia về. Mà cây mang từ Campuchia về là cái cây sử dụng trong hoàng cung để cho cung tần mỹ nữ hạn chế sinh sản đó. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình là sinh sản cũng như là dẫn đến vô sinh ở một số người nếu như chưa lập gia đình hoặc là đang mong ngóng con cái mà sử dụng sai cây trinh nữ hoàng cung thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, là chưa kể đến nó độc tính lên gan thận hay các cơ quan khác nữa. Cho nên cần lưu ý và cân nhắc trước khi muốn sử dụng trinh nữ hoàng cung. Nếu là đúng trinh nữ hoàng cung thì các bạn sử dụng như sau. Mỗi ngày chỉ sử dụng 3 lá trinh nữ hoàng cung, không sử dụng quá nhiều, bởi vì trong lá của trinh nữ hoàng cung có chứa alkaloid là lysigrin, nó rất là độc, cho nên là sử dụng không đúng thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đó, cần lưu ý. Mỗi ngày dùng 3 lá, một đợt điều trị là 7 ngày, tức là 63 lá trinh nữ hoàng cung trong một đợt điều trị. Sau đó thì chúng ta sẽ ngưng một tháng rồi tiếp tục cái đợt thứ hai nếu như bác sĩ hoặc là các lương y hướng dẫn chỉ định cho các bạn khi sử dụng thì sẽ an toàn và tốt nhất. Nhớ là khi sử dụng thì phải có sự hướng dẫn và sự đồng ý của bác sĩ hoặc là các lương y uy tín thì chúng ta mới sử dụng để chọn đúng trinh nữ hoàng cung để tốt nhất cho sức khỏe. Chứ không phải là thấy nó na ná hay là nói rằng nó là trinh nữ hoàng cung rồi cứ uống một cách vô tội vạ thì sức khỏe của các bạn bị ảnh hưởng, điều trị bệnh đâu không thấy mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cho nên cần lưu ý và cân nhắc rất nhiều. Dược liệu là những cây cỏ thông thuộc xung quanh chúng ta, nếu như sử dụng không đúng, không biết cách thì sẽ ảnh hưởng xấu. Cho nên là khi muốn tìm hiểu về loại dược liệu nào thì phải xem cái phần mô tả của nó thật kỹ, cũng như cái hướng dẫn sử dụng an toàn tốt nhất các bạn nhé. Thì ở đây Trang chỉ trích lời thôi, thì mong rằng các bạn sử dụng đúng để an toàn. Việc sử dụng lá đó, chúng ta có thể dùng lá tươi, lá khô hay là lá bạn thái lát phơi khô rồi sao vàng hạ thổ để sử dụng trong một ngày cũng được các bạn nhé. Và mỗi ngày chúng ta chỉ uống 3 lá, bạn sắc lấy nước uống. Thông thường thì sẽ sắc 3 chén, còn 2 chén chia thành 3 lần uống trong một ngày thì nó sẽ an toàn và tốt hơn. Hoặc là bạn nào không chọn được trinh nữ hoàng cung thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho bạn uống cái viên uống đó chính là Cricla, là được chiết xuất từ trinh nữ hoàng cung đó, thì nó an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của mình. Nhưng một lưu ý cho tất cả mọi người là thực phẩm chức năng hay các dược liệu thì nó chỉ mang tính hỗ trợ, có nghĩa là nó giúp cho bệnh tình của các bạn cải thiện hơn cùng với phác đồ điều trị của bác sĩ. Cho nên là chúng ta không thể nào bỏ thuốc điều trị của bác sĩ, cũng như phải tuân thủ theo đúng những gì bác sĩ đã hướng dẫn cho bạn. Kết hợp thêm những loại dược liệu thì nó sẽ mang đến hiệu quả tích cực hơn. Hy vọng rằng mọi người sẽ uống đúng để mang đến hiệu quả tốt nhất trong việc phòng và vòng và điều trị cũng như hỗ trợ điều trị bệnh tốt nhất. Phần thứ 5, những lưu ý khi sử dụng trinh nữ hoàng cung. Sử dụng trinh nữ hoàng cung thì có những lưu ý nào hay không? Câu trả lời là có rất nhiều, nhưng Trang chỉ khái quát một số thôi. Đầu tiên đó chính là chọn trinh nữ hoàng cung thì phải đúng là trinh nữ hoàng cung. Nếu như bạn chọn sai thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, bởi vì theo danh pháp khoa học nó có tới 12 loại. Mà tại Việt Nam của chúng ta có 6 cây và một cây mang từ Campuchia về, mà bạn phải sử dụng đúng trinh nữ hoàng cung để mang đến hiệu quả tốt nhất cho bạn. Và cái phần phân biệt đó thì Trang cũng đã nói một số cây nó gần giống với trinh nữ hoàng cung đó, thì các bạn cũng cần lưu ý và nhớ là xem thật kỹ cái phần mô tả để dùng đúng cây trinh nữ hoàng cung bạn nhé. Tiếp đó đó chính là trinh nữ hoàng cung thì nó sẽ ưa ẩm, ưa sáng và nó chịu được một phần nóng thôi, cho nên những khí hậu nóng ẩm thì nó sẽ thích hợp và nhiệt độ là 22 đến 27 độ C. Còn những nơi mà khí hậu khắc nghiệt từ 30 độ C trở lên thì dù có là trinh nữ hoàng cung nhưng nó cũng sẽ dẫn đến những cái hoạt tính trong đó nó không có đầy đủ thì nó sẽ không mang đến hiệu quả nhất định như các bạn sử dụng đâu, cho nên là cần phải chọn đúng dược liệu nữa các bạn nhé. Và nếu như sử dụng kết hợp thì cần phải có sự hướng dẫn của các bác sĩ hoặc các lương y uy tín để tốt nhất cho sức khỏe của các bạn nè. Và trinh nữ hoàng cung chỉ hỗ trợ điều trị thôi các bạn nhé, có nghĩa là nó sẽ giúp cải thiện về ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung hoặc là ung thư vú,
hoặc là có nhiều trường hợp sử dụng trong trường hợp là ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư gan, thì nó chỉ cải thiện phần nào trong vấn đề hỗ trợ, và tốt nhất là trong ung thư tuyến tiền liệt và ung thư cổ tử cung thì nó sẽ mang đến cái hiệu quả tích cực hơn. Bởi vì trong cái sản phẩm Brila đó, thì cái sản phẩm này đã lâm sàng ở Viện Lão Khoa nè, cũng như là lâm sàng ở Y học cổ truyền Trung ương, Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cũng như là Bệnh viện Từ Dũ, thì đã lâm sàng rồi, chất lượng an toàn, hiệu quả tốt cho sức khỏe của mọi người. Và trên cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt đó thì nó mang đến cái hiệu quả là tới 85,18% lận, còn đối với cái ung thư cổ tử cung là trên 79%. Cho nên là sử dụng đúng để an toàn và tốt nhất các bạn nhé. Và sản phẩm này thì là của công ty dược nữa, cho nên là mang đến hiệu quả tích cực hơn. Thì ở đây Trang chỉ hướng dẫn thêm cho mọi người tìm hiểu thôi, bạn nào thích cái nào thì dùng cái đó. Và nhớ rằng sử dụng với liều lượng thích hợp, một đợt hỗ trợ điều trị chỉ kéo dài trong 7 ngày và ngưng 1 tháng rồi mới tiếp tục nữa, chứ không phải uống hết ngày này sang tháng nọ. Các bạn cần lưu ý và cân nhắc nhé. Có lẽ điều này mọi người đang mong chờ nhiều nhất, bởi vì có nhiều người cứ thích uống thay nước hàng ngày, cứ uống hết tháng này qua năm nọ để mong rằng nó đừng có tái phát trở lại, thì đó là một cái quan điểm không đúng, các bạn cần lưu ý và cân nhắc. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ 6, giải đáp một số những vấn đề thắc mắc. Mọi người hỏi Trang là trinh nữ hoàng cung có hoa màu gì? Thì trinh nữ hoàng cung nó sẽ có hoa màu trắng pha thêm màu hồng, hoặc là hoa màu trắng điểm màu đỏ các bạn nhé. Và hoa của nó giống như hoa lo kèn vậy đó, nhưng mà nó cúp xuống như thế này. Tiếp đến là chính là bà bầu và trẻ em có uống được trinh nữ hoàng cung hay không? Thì ở đây uống để làm gì? Nếu như bà bầu gặp vấn đề về sức khỏe thì theo phác đồ điều trị của bác sĩ, các bạn cần lưu ý nhé, không sử dụng trong hai trường hợp này. Tiếp đến bạn hỏi Trang là trinh nữ hoàng cung có điều trị huyết trắng hay không? Câu trả lời là có, bạn nhé, có hỗ trợ rất là tốt. Và chúng ta nên uống các dạng thực phẩm chức năng thì sẽ tốt hơn. Tiếp đến là chính là bạn hỏi Trang rằng trinh nữ hoàng cung có hỗ trợ điều trị ung thư tuyến tiền liệt hay không? Thì câu trả lời là có, nãy giờ Trang đề cập đến rất là nhiều. Bạn hỏi Trang rằng là cây trinh nữ hoàng cung và cây đại tướng quân có giống nhau hay không? Thì câu trả lời là không giống nhau, hai loại này khác nhau các bạn nhé. Hy vọng với những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay đã giúp ích cho mọi người rất nhiều trong việc tìm hiểu về trinh nữ hoàng cung, cách sử dụng như thế nào là an toàn, là hợp lý, và có những lưu ý cần thiết nào để mong rằng khi bạn sử dụng một loại dược liệu nào đó thì sẽ an toàn và tốt nhất cho sức khỏe của chính bản thân bạn. Nếu như bạn thấy những kiến thức ngày hôm nay thật sự có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại. Địa chỉ website của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại.